Sở Tựa Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm Di Lặc Kéo Bao Tiền ngồi dưới cây tùng chất liệu gỗ hương ta. Tác phẩm có mã là 577, có kích thước cao 70, ngang 63 và sâu 41. Hàng liền khối đục ra tác phẩm rồi, nặng 27 kg. Các bác có thể quan sát thấy cây tùng đục rất là kỹ càng, đặc biệt là phần bụng của cung Di Lặc có cả chun sụn nên là trông rất là đẹp. Cây tùng được đục tỉa rất là kỹ càng, Di Lặc ngồi ung dung tự tại, cười rất là hoan hỉ. Một tay kéo bao tiền, một tay thì nâng thỏi vàng và ngồi trên một đống tiền rất là to. Đục rất đẹp, cười rất tươi và rất là hoan hỉ. Bụng có phần chui sụn rất là đẹp mắt và là điểm nhấn của tác phẩm này. Một tác phẩm để bàn khỏi chê các bác nhé, rất đẹp và sắc nét. Một tác phẩm Di Lặc mà các bác có thể trưng bày ở trên bàn uống nước, ở công ty hay là ở cửa hàng hoặc là sảnh, rất là đẹp các bác ạ. Di Lặc thì rất là dễ để, chiêu tài chiêu lộc, đem đến may mắn và phát tài cho gia chủ, lúc nào cũng đem lại một niềm vui, hạnh phúc cho gia chủ, gia đình lúc nào cũng ấm êm và hạnh phúc, tiền vàng như nước các bác nhé. Một tác phẩm Di Lặc để các bác sắm Tết cho Tết 2019 thì khỏi chê các bác ạ, rất đẹp và sắc nét. Di Lặc Kéo Bao Tiền ngồi dưới gốc cây tùng có mã là 577, có kích thước cao 70, ngang 63 và sâu 41. Hàng liền khối và đục ra tác phẩm rồi, nặng 27 kg các bác nhé. Một tác phẩm mà các bác không thể bỏ lỡ. Các bác quan tâm đến sản phẩm này có thể qua trực tiếp cửa hàng để chiêm ngưỡng tác phẩm và ngắm gian hàng đồ gỗ bên em, hoặc các bác nhắn tin Zalo gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Bên em nhận ship toàn quốc, các bác đặt hàng có thể gọi điện trực tiếp để có người tư vấn cụ thể hơn cho các bác. Đặc biệt là xem xong video, các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Sưởng Tựa Gỗ để cập nhật video quay sản phẩm Phố Đát Đê bên em. Cảm ơn các bác rất nhiều.